Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì hiện tại mình đang đứng ở một con hẻm ở đường Lý Thường Kiệt, quận Gò Vấp. Thì phía sau lưng mình là ngôi mộ của ông Trương Minh Giảng, một ngôi mộ cổ cũng gần 200 năm rồi, cũng với thời đời Nguyễn Du Gia Long. Ngôi mộ như thế nào thì mình sẽ xây camera lại để review cho mọi người biết. Thì rất khó khăn để tìm được cái con hẻm này, và cái ngôi mộ này bây giờ mình thấy cũng đã sơ qua, cũng đã hoang phế rất là nhiều, khác với một trong những cái ngôi mộ cổ mà mình từng quay trước đây. Đây mọi người, rất là đáng tiếc vì nó đã xuống cấp rất trầm trọng rồi. Không có đền to miếu to như là Lê Quang Duyệt, Võ Duy Nguy, Võ Tánh và một số danh tướng của triều đình nhà Nguyễn. Nhưng Trương Minh Giảng cũng là một trong những danh thần nhà Nguyễn. Ông được đánh giá là một người văn võ song toàn, là bậc công thần bậc nhất của triều đình nhà Nguyễn. Ông đã từng giữ chức tổng đài giáo sứ quán triều Nguyễn. Nhưng hiện giờ thì mọi thứ đã thay đổi khác hẳn. Một danh tướng triều Nguyễn giờ chỉ là một ngôi mộ tàn phế, cây cối ôm tùm. Thì đây là trước mắt mọi người, đây là của một danh thần, Trương Minh Giảng của triều đình nhà Nguyễn. Theo mình được biết thì ông Trương Minh Giảng lập rất nhiều công lao cho triều đình nhà Nguyễn. Thì như năm Quý Tỵ năm 1833, Lê Văn Khôi nổi loạn chiếm giữ thành Gia Định, bây giờ được đổi tên là thành Phiên An, hay còn gọi là thành Bát Quái hay thành Quy. Thì ông được lệnh chống lại cuộc nổi dậy, trong 2 năm ông mới dập tắt được. Và ông cũng là người đánh Vương Xiêm khi Lê Văn Khôi cho xin Vương Xiêm cầu viện, tức là Cao Miên ngày xưa. Thì sau đó thì ông cũng đã chiếm được thành Phong Phơn, tức là ngày nay các bạn. Thì ông Trương Minh Giảng này có rất nhiều công lao đối với triều đình nhà Nguyễn. Thì mình khi tới ngôi mộ này, mình cũng không ngờ là ngôi mộ này thực sự mà nói nó khác với một cái danh thần của triều Nguyễn. Nó không còn được coi trọng nữa, mà như mọi người thấy là nó đã thành một bài giác. Thì ra là thành cái bãi rác rồi. Là cái này là cô giàu á. Tôi làm á. Còn nếu mà của họ Trương, sao họ Trương bên kia người ta không thắp hương ra? Không có ai mà thắp hương, có hồi xưa đó, có nói là bà Sáu á, yeah. Là bà vô đây bà thắp nha. Còn Trương gia từ bây giờ á, từng mộ con mộ kéo thì có dành đất vô đây, dành đất chứ một cái nén nhang không tới đây mà thắp. Đây năm tư ở đây đây. Bảy năm nhảy phóng vô nói đất của Trương Gia Từ trả cho Dương Gia Từ. Hồi đó mình trồng rau trồng đồ, giờ về nó phá sạch hết, không được một cục kẹo ngậm. Tôi đây là má tôi làm nè, tôi không rào nay thành cái bể rác luôn. Như là cô giàu là để bảo vệ lại á hả? Đó là cái cắt củi lên đây để người ta không có quăng đồ vô trong mã. Hai cái bộ mã nằm trong á, yeah. Đây nó họ Trương Gia Từ á, không có một thằng nào tới đây thắp nén ngang ra làm sao. Chỉ có biết lấy tiền này nè, lấy tiền này thôi nè. Tôi nè, năm tư ở đây nè, yeah. Tôi rào á, ai muốn gì vô đây gặp tôi rào tôi là làm. Cô ở đây lâu lắm rồi đúng không cô? Ở năm tư á là mẹ tôi vô đây rồi đó, là năm năm là, mẹ tôi ở đây là rồi. Trước đó cô thấy cái khung cảnh xung quanh cái ngôi mộ của mình nó trống trải không cô? Hay là có nhà rồi, nó trống trải không? Trống trải rồi, Trương Gia Từ bán cho người ta. Ông Trương Nhân Ba bán là thì ông Trương Nhân Ba với bà Nguyễn Thị Sáu. Trương Nhân Sáu. Dạ. Trương Nhân Ba bán hết rồi mà Trương Nhân Sáu vô. Ý là mình có quyền biểu á, để con tao ở rồi bán người ta hai chỉ vàng. Tôi hồi xưa tôi không giữ đây cũng chẳng còn cái gì hết. Tôi không giữ đây chốt cũng không còn miếng đất gì nó cất nhà. Dạ. Vậy là cô mộ này hiện tại là cô giống như là để mình giữ lại. Mình giữ lại, mình rào ở đây nè, hai ô mã nằm ở trong á. Ở đây là con được biết là mộ của hai vợ chồng. Đó là biết là biết hai người thôi chứ không biết vợ hay chồng không biết. Dạ. Người này nói ngã, người kia nói ngã. Là lúc cô mới về là cô thấy có ai kể lại hay là đã có ai tới thắp hương hay là cúng kiến rồi? Có, bà Nguyễn Thị Sáu thôi, cái dì Trương Thị Sáu có tới đốt nha. Còn ngoài ra chữ đó không có thằng nào con nào tới đốt nha hết rồi. Về đây chỉ có dành đất thôi chứ không có cái ai tới đây mà đốt nén nha. Là bỏ tới giờ luôn, chỉ có mình cô là trông coi thôi. Đó. Ở đây ai già hỗn rạo vậy thành bữa rác. Đó, anh thấy không? Quăng rác không? Dạ. Tôi chất củi lên á. Mua cái nhà kế đây nè.
đó nhà chung cư mua kế đó anh à. Chứ hồi xưa đây là mẹ nó chỉ chế ma túy ngồi đi không à gì hết chứ có rác nên đâu nó ngập lên tới thành bây giờ không biết gốc tích nó là bao nhiêu năm mấy trăm năm con ơi dự đoán gần gần 200 năm này, ông kia nói bà nọ mình không biết đâu á 200 năm này yeah. Lâu rồi mình cứ nghĩ cái màu này mấy trăm năm trở lên cái này là chắc không có gần đâu đính không mà tại vì con là tìm hiểu với là đi quay về con bò cổ của bên triều đình Nguyễn nên mấy người này là con biết cũng ít ít một phần nên hôm nay là nói người này nói này người kia nói khác nữa không thường nào đúng chung nào vô cũng chẳng biết là nó đang bao nhiêu năm không ấy là những lúc mà cô vô mấy cái bia mộ nó còn tên tuổi không không dày chùa hết rồi dày chùa hết rồi vì biết sao mình cứ nghĩ mình về sau cô này mấy chục năm nhưng mà tại vì mẹ cô này hồi xưa di cư vô là đã có rồi. Dạ đúng rồi. Thì và sau này có nhiều cô này người ta bốc lên á, giống như một của cái giống như dân như lính của cái ông quan này mình nghĩ là ông quan thôi. Dạ. Bốc lên không còn cái gì hết chỉ còn có dính tóc thôi. Ở đây đã từng bị bốc rồi chứ không mấy khu chung quanh bốc hết rồi khu này hồi xưa cái đi trong đây nè ông đây mộ ấy bốc hết rồi chỉ còn có hai cái đây trong vòng kia cũng bốc mà chưa có bốc đó đây còn đây cái với đặng cái bây giờ là chỉ còn có hai cái mộ lớn thôi hai mộ lớn đây với bên kia hồi xưa là trong kia có mộ mã không có thấy đáng lý là cái này là một phần ở nhà nước mình cũng phải có ngó tới tại vì khu này thì về mộ cổ rồi không có người còn nếu mà cái này là của họ Trương là chính thức của họ Trương đúng rồi. Nhưng mà cái đó sao con thấy lạ là bên kia là có gia tộc họ Trương mà sao không ai tới thắp nhang không ai tới mấy nhà đây nè đó về đây là mấy nhà cái từ cái mặt tiền đó là đất của họ Trương luôn yeah. Bán mà tức là cái kiểu mà cái người mà có dây mơ với má cái dòng họ Trương người ta nói là của cha ông người ta ra người ta bán kiểu mà hồi yeah. Chưa có luật lệ đó hồi năm bảy mai chỉ cái là nghe yeah. Hồi năm 75 vô á là 54 bà già tôi trồng vườn túi là nó đá banh là thành bãi rác 75 vô nói trên đất của họ Trương trả cho họ Trương không được cục kẹo ngậm ra làm sao nhà tôi trồng từ cây chuối rau lan hàng tháng tôi đi cắt tôi bán đó giải từ cái nhà đây ra tới ngoài chỗ bán quán ngoài á đất họ Trương này nó không có nói đừng nói về 75 giải phóng vô nói chứ đất của tôi gì bà trả cho tôi không có được cục kẹo ngậm cái người đó là giống như cái người là dòng họ mà không có nắm giấy tờ mà giống như là nói ra tại vì chú thì chú về sau nhưng mà già chú trong kia chứ kỳ chú đi hợp thức hóa nhà đó năm 1990 thì mới chi ra biết nguyên cái khu này là đất dòng họ Trương hết hồi đó mình hóa nhà người ta nói là đây khu đất của dòng họ Trương yeah. Thành ra mình mới nghe là rốt cuộc là mình cái người mà đây chắc cái người mà tới đây mà hồi xưa hay mà thấy ai mà chiếm dùng cái là ông nói ông bán cái là đưa một vài chỉ cái là xong á giấy tay thôi mà sau này nhà nước có luật là ai đăng ký bao nhiêu á thì được hưởng đó chứ còn thực sự nó giữ rồi giờ về trả nó còn miếng đất xéo không nó cũng còn nói bà Nguyễn Thị Sáu bà Trương Thị Sáu nói à, đất này để con tao cất nhà dạ. Là cô là ở gần đây không? Nhà cô đây. Mẹ tôi đây nè. À nhà cô đây hả? Mẹ tôi bỏ nhà tôi á là tháng mấy tôi mới mua ở đây nè. Một miếng đất xéo nó cũng kiếm nữa nó nói vậy. Mình giữ cho nó về một cục kẹo không có. Vườn lan, vườn chuối, lan đó hả? Cục kẹo nó cũng nó lấy đất chứ nó không đưa được một cục kẹo cho mình ăn. Yeah. Còn cái bà mà bà Sáu gì mà lần trước mà kêu lần đầu tiên bà đó chết rồi bà đó chết rồi có bà đó giờ vô chơi vô đốt nhang thôi dạ còn giờ nói Trương Thị Sáu Trương Thị gì á là cây nhang không có vô đây mà nó đốt dạ. Ai không dám ăn dám nói tôi dám ăn dám nói là mẹ tôi có bệnh tôi đây là tôi mua chứ tôi chưa có chiếm à. Một miếng đất xéo sát bên đó nó giữ lại tưởng sao giao cho nó miếng đất xéo mặt ha thì 3 mét ở trong có 1 mét mấy nó cũng dành cho con nó thân rể nó ỷ bộ đội nó nói chứ à, để cho con nó ở rút cục nó bán người ta 2 chỉ vàng ai không dám nói chứ tôi dám ăn dám nói tôi còn sống thì tôi dám ăn dám nói mẹ tôi bệnh á cái khu mộ này gì là coi như giờ là cũng bỏ không là chỉ có chắc nhiều thôi chứ không ai có chắc chung quanh vậy á cho nó không đủ rác nó không đủ ăn vệ sinh nó không quăng đấy vô thôi yeah. Đó những miếng nước nó quăng vô ổng còn lụm quăng ở đó kìa xe rác không ấy yeah. Đó chất như vậy mà nó còn ấy
vậy cho nó khỏi quăng vô, để trống là nó quăng vô đầy hết á. Đó thấy mà ông mà leo vô đó là chó nó sủa, tôi nuôi chứ ai nuôi. Hồi nãy con có leo lên con thấy mấy con chó. Ừ. Đâm con chó lớn. Cái tấm bảng qua đây nó cũng không còn mặt chữ nào hả cô? Chữ nó bể hết rồi. À, tiếc quá. Đó giờ anh vô, anh muốn vô anh mở cửa anh vô trọng anh quay. Đó có tôi anh mở cửa anh vô. À, thì đây mọi người, đây là toàn cảnh của khu mộ, được biết là của vợ chồng ông Trương Minh Giảng thì cũng đã 200 năm rồi. Cái khu mộ này gần như là nó đã không còn được như nguyên vẹn ngày xưa. Mình thì đi cũng rất nhiều khu mộ của triều đình Nguyễn ngày xưa, nhưng mà thấy khu mộ của ông Trương Minh Giảng này là hình như là cũng đã bị hoang phế rất là nhiều, đã xuống cấp rất là nhiều. Thì đây là một trong những khu mộ cổ ở khu vực đất miền Nam. Thì xung quanh đây còn rất nhiều khu mộ cổ đó mọi người. Thì video sau mình cũng quay một cái khu mộ cổ của ông cũng như họ Trương, nhưng mà là ông Trương Vĩnh Ký nằm ở quận 5. Thì rất mong mọi người đón xem video sau của mình, sau ông Trương Minh Giảng là ông Trương Vĩnh Ký. Thì ông Trương Minh Trương Vĩnh Ký nằm trong đây nè, cái tên nằm trong đây nè. Trương Vĩnh Ký con biết là nằm bên kia mà. Đây nè, ở trong đây cái mộ, mấy mộ của cũng để Trương Vĩnh Ký nữa chồng. À gì vậy? Cách sao mà? Đó ở trong cái dãy nhà này nè, nó nằm ở trong á. À, nằm nhà trong ở ngoài nè, ta cách nhà hết rồi, ở trong á. Dạ. Để con chạy vô con hỏi thử. Đó, nó vô đó, chưa chắc người ta cho vô. Dạ, để con vô hỏi thử. Người ta cách nhà hết rồi. À, dạ. Còn ở trong cái mộ không biết nó có đọc chưa. Dạ, dạ. Rồi đó là Trương Vĩnh Ký nằm đó đó. Ông đó, ông đó phải là Trương Vĩnh Ký mà ông Trương Minh Trí. Trương Minh Ký, Trương Vĩnh Ký. Còn Trương Minh Ký là con biết nằm ở quận 5 á. Đó, ở đây chơi Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký gì trọng á. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Thì đây là cái toàn cảnh của khu vực của ông ngôi mộ của ông Trương Minh Giảng. Thì đã bị điêu tàn rất là nhiều rồi. Xung quanh là được chắc như là phế liệu, cây cối này nọ. Thì nãy giờ có cái cô đó ở đây giữ thì mọi người cũng đã biết và coi sơ qua rồi. Mình đến vào bên trong, và bên trong có nuôi chó nữa mọi người. Trong chính giữa mộ nó cũng khá rộng, tại vì mộ đôi của người xưa rất là rộng. Và phía trên đây là có một cái nhà nè, phía bên kia nữa, và phía sau bên đây là giống như là một cái dòng thành nó ôm hết rồi. Còn chính giữa là khu mộ, nhưng mà cũng ở trong cũng không có gì nữa. Nghe cô nói là chữ cũng đã phai mờ, không có còn hoa văn nữa, chỉ còn có nhiêu đây thôi. Rất là đáng buồn. Thì cái khu mộ đó mọi người mà có tìm kiếm thì tới đây số 102 xe 24 Lý Thường Kiệt, quận Gò Vấp đây mọi người. Thì cái khu mộ này nằm đối diện ở đây luôn.